Rồi, hai xin chào anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh của Hoàng Tuấn Điện Máy ha. Thì hôm nay em Tuấn có về thêm ít hàng của Milky và The World, hàng mới ha, hôm nay gửi tới anh em xem. Rồi, thì hiện tại ở trên tay mình đang cầm đây là một cây vít Milky dòng Subcompact 3650. Thì hiện tại mình về combo này thì nó sẽ gồm có một thang máy, một viên pin 2A và một sạc, một túi sách. Giá của combo này thì cũng khá là rẻ anh em, nó chỉ đâu đó tầm khoảng 2,7 triệu cho một set. Thì anh em nào mà cần trả góp á, thì anh em chỉ cần trả trước tầm khoảng 50% thôi thì anh em có thể nhận máy rồi đó. Con này thì dành cho những anh em nào mà đi bắn tôn nè, anh em bắn vít gỗ, anh em làm đi quay ở nhà đó, hoặc là sử dụng gia đình, con này cũng khá là ok rồi. Rồi, kế bên thì mình có cây máy bắn vít DCF 850. 850 này thì nhiều anh em cũng biết cái con này rồi, thì nói chung khá quen thuộc. Con này thì hàng xách tay từ Mỹ về. Body của nó thì hiện tại là giá của nó là 2,1 triệu nha anh em. Sử dụng động cơ không chổi than dòng Automix, nó cũng khá là gọn luôn. Cho anh em xem về hai cái thang máy này nè. Xem ha, nhưng mà The World thì nó sẽ bầu hơn. Về lực thì con The World thì nó là 205, còn Milky thì 192 N. Nhưng mà về test thực tế thì hai con nó cũng xem à. Xem về lực. Rồi, ở đây mình có bu lông ha, bu lông 2767, hàng siêu lướt cho anh em. Ở trong giá thì nó cũng chỉ hơn 2 triệu cho một cái body. Còn anh em nào mà chưa có pin có sạc thì anh em có thể mua, giá nó cũng chỉ có hơn 4 triệu thôi. Rồi, ở bên này thì có bu lông. Mã bu lông này thì mã chính hãng. FIVW 212 thì bu lông này thì hiện tại giá nó cũng khá là tốt, tại vì nó đang trong cái chương trình của Milky chính hãng thu cũ đổi mới. Thì thang máy của chương trình thì hiện tại con này thang máy nó rơi vào tầm khoảng 2,7 triệu thôi. 2,7 triệu cho một cái body, khá là rẻ luôn anh em. Dòng body này thì hiện tại lực của nó là 339 N. Lực của con này nó bằng với Milky Bulong M12 ha. Đó, khá là rẻ, tại giá khá là tốt cho anh em. Anh em nào mua thì tranh thủ. Rồi hôm nay còn một cái đèn nè, cái đèn M18, đèn này con cuối cùng luôn anh em. Bữa còn 3 cây nhưng mà con này còn có cây cuối cùng. Thì đèn này hiện tại giá của nó là 650 ha. Đó, mới nha anh em. Hàng mới, hàng này mình tách bộ trong combo ra. Rồi, ở bên này thì có vít. Tiếp tục là vít. Vít này là DCF 840, hàng sản xuất tại Mexico. Thang máy này là 1,5 triệu cho anh em. Đó, còn có cây cuối thôi. Thang máy 1,5 triệu quá rẻ đúng không anh em? Nói chung hàng The World bây giờ nhiều mã nó còn rẻ như hàng Tàu. Mà nó thật sự là như đét tông đồ, không có cửa rồi. Rồi, máy khoan DCD 709 đó, có búa nha anh em. Thang máy của con này chỉ có 1,6 triệu thôi đó. Anh em nào muốn xài gia đình mà anh em muốn sở hữu hàng của The World thì anh em lấy một cặp này đó, một cặp này vừa khoan vừa bắt vít. Nói chung là vừa khoan thì có khoan tường, khoan búa, khoan bê tông đầy đủ cho anh em, bắt vít cũng có luôn. Rồi, anh em muốn đời vít cao hơn thì có đây DCS 845. Con này thì nó có cấp chỉnh lực, có đèn, ba đèn phía trước ha, quá là ngon luôn. Lực con này thì nó cũng khá khá rồi, 200 mấy N rồi, 205, 206. Ở bên này thì mình có một cây bê tông DCH172. Con này dành cho những anh em nào làm điện lạnh nè, camera, rèm, cửa đó, thì anh em dứt con này gọn nhẹ. Anh em chỉ cần khoan mũi 14 đổ về là thoải mái rồi. Con này khoan mũi 14 thì chắc nhiều anh em chắc không khoan tới đâu, tầm khoảng 12 là hết cỡ rồi đó. Rồi, ở bên này mình có một cây máy siết bu lông 1 inch cốt ngắn ha. Đó, con này hàng lướt, dành cho những anh em chuyên đi làm xe lưu động ha. Anh em kẹp theo xe đầu kéo hoặc là xe tải lớn 3-4 giò gì đó, anh em lấy con đó. Rồi, ở đây thì có khoan 2904 hàng full box cho anh em ha. Rồi có vít gập Akita TD022. Bộ này thì nó set combo luôn. Rồi, bên này có bắn đinh nè. Đó, bắn đinh gỗ. Bữa giờ cũng có nhiều anh em hỏi bắn đinh gỗ, nhưng mà tại mới vừa về thôi. Con này 18G thì nó chuyên về bắn đinh ép. Đinh ép của nó là đinh 50mm 350mm nè. Rồi 30mm anh em có thể bắn được ha. Con này thì nó có hai cái cấp, đó là bắn liên tục và bắn từng viên. Đó, sử dụng động cơ không chổi than luôn anh em ha. Motor footlet nè.
Đó, con này dành cho những anh em nào mà làm bọc, anh em đi quay sử dụng con đó. Rồi, DCD99 dành cho anh em rút lỗ nha. Đó, thang máy 3 triệu. Rồi, này, 850 nè anh em thấy không? Hàng full box nghi siêu cho anh em. Rồi có máy mài đồ có đầy đủ ha. Máy mài nè, DCG405, 409. Rồi pin power stack. Có pin 6A nè, 6A. Pin Mỹ ha, bên này sản xuất tại Mexico luôn. Power stack nè, có được máy pin 1.7Ah. Đó. Pin nè, pin thì đây pin có pin Ryuki 18V 2H600. Đó. Rồi, nay có về thêm cho anh em đây. Quạt. Anh em thấy đã không? Quạt Ryuki sử dụng động cơ không chổi than, quạt này được sản xuất tại Mỹ luôn anh em ha. Đó, mấy tên nữa đây. Ryuki rất hiếm khi có những mã nào mà nó được sản xuất tại Mỹ anh em ha. Rất là ít. Chỉ có một vài mã thôi, không có nhiều đâu. Rồi, ở bên này thì có về thêm cái bộ tu vít cách điện 1000V, 3 chi tiết. Thì ở đây anh em sẽ thấy nó có cái đầu cộng nè, đầu trừ nè, rồi đầu cộng trừ, nhưng mà loại này là chuyên dành cho anh em mà thợ điện mà chuyên đi vặn những cái automat á, thì anh em sẽ gặp những con ốc này thường xuyên nè. Đó. Đó, một set này ha. Rồi, set này nữa. Made in USA luôn. Set này mới ra nè. 6 chi tiết, made in USA. Gồm có cộng với trừ, nhưng mà nhìn rất là chắc anh em. Hàng mà nó sản xuất tại Mỹ nhìn lúc nào nó cũng có một cái gì đó nó khác biệt. Khác biệt xa nha anh em. Đó, anh em nhìn nè. Ngay cả những cái bán tay cầm của nó đều có đính USA đây, cái chữ logo USA. Rất là đẹp. Ha. Rồi, bộ lục giác của đồ vô. Bộ này thì hôm bữa có nhiều anh em hỏi nè, hôm nay mình có về thêm nha. Rồi lưỡi cắt đa năng của Dipolo. Lưỡi này dành cho những cái máy cắt đa năng nhỏ nhỏ nè. Rồi thước. Đây, có thước nè. Đây là thước Ryuki. Thước này là thước thước thủy. Đường kính của nó, chiều dài của nó là 6 tấc. Đó. Made in ở đây luôn. Thước này là ở đây luôn ha. Có 500 hít. Đây, như một thanh 500 đây. Hít lên bề mặt sắt. Đây là cái thủy nè, đó. Nước thủy ở đây. Đó, rất là nhiều đồ luôn, có đèn nè. Đèn này là đèn đeo cổ 1171 117 nha. 2117 trừ 21. Đó thì đèn này mình bề cũng khá là nhiều, giá cũng rẻ, 2.3 anh em. Khá là rẻ luôn ha. Rồi, ở bên này mình đang chuẩn bị lên gói hàng cho anh em nè. Đó, có máy hút chân không nè, DSX263, 273. Có phụ kiện nè. Còn rất là nhiều. Rồi, anh em nào quan tâm thêm gì thì anh em liên hệ mình nha. Có hỗ trợ trả góp đầy đủ cho anh em luôn. Rồi, chào tất cả anh em.